đang cho mê game một vài round cuối thì không cảm bán hay nhiều em đi anh. Ừ thì tôi cũng nhận luôn. Đối với mình thì top 1 thì nó cũng vui ấy, nhưng mà nó cũng bình thường thôi. Còn chắc đóng màn ba tập chơi ấy thì top 1 chứ cũng vui lắm nhờ. Đấy. Hồi xưa từ top 1 tôi vui, tôi chụp không này là tôi nhảy xong tôi té mọi người ạ. À. Thế là tôi té trúng vào ổng luôn. Rồi anh sẽ theo dõi tôi đằng sau. Đi với bạn tôi tên Long ơi. Đấy. Này đi xe ổng đó mọi người. Phê này mà ông chạy thành ông không nhảy là gì như kiểu mới tập chơi luôn mọi người ạ. À. Không khác luôn. Đấy, ông chạy thẳng mà tôi nhảy thôi, tôi chạy nhanh rồi nha mọi người. Xong cái nhảy hồi tôi nhận ra là hết thời gian mọi người ạ. À. Thế là xong. Hai đứa thua con mẹ luôn mọi người. Đây. Hai đứa thua con mẹ luôn. Và cuối cùng thua tôi cũng không có bực mình hay gì đâu. Tôi cũng vui vui thôi. Xong rồi ra em ấy xin lỗi tôi là mọi người ạ. À. Mát lòng thật sự.